Phú sau các thân quyền phù hiệp tỉnh Hậu Giang. Hôm nay đến giao lưu cùng câu lạc bộ của Khánh Hà. Lê Trân lời đầu tiên gửi đến chúc tất cả các quý vị anh chị em có mặt tại khán đài hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất của Lê Trân. Và Lê Trân xin giao lưu bài hát được mang tên Giọt Men Tình. Đang chén men cay ta chung say đêm này phiêu lãng phiêu cánh dài lòng sầu vẫn dương ai sáng sờ gió yêu đâu còn mà anh thầm mãi không mờ phai. Tình giấc mơ buồn lặng.
mọi bước chân đi tình xưa như như dân dãi ôm khói khắc khoải đến bây giờ. Gặp để làm gì rồi kẻ ơi đi, nước mắt chia ly tình chỉ là vô vọng. Ngước hốt nhìn nhau hai tâm hồn sao đồng, cuối mình chào nhau nghe là không biết chân chân về. Bye.